Hiện nay, thói quen mua sắm tiêu dùng của người dân đã có sự thay đổi đáng kể. Hình thức mua sắm trực tuyến trên các nền tảng công nghệ số ngày càng được ưa chuộng. Thực tế này đòi hỏi các doanh nghiệp phải nhanh chóng thích ứng, tận dụng tối đa công nghệ để đến gần với người tiêu dùng, từ đó tăng trưởng doanh thu. Nắm bắt nhu cầu của doanh nghiệp, thời gian gần đây, Sở Công Thương tỉnh Bình Dương đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ các đơn vị sản xuất kinh doanh tiếp cận phương thức bán hàng hiện đại, giúp gia tăng lượng khách hàng mua sản phẩm. Cụ thể như mới đây, Sở tổ chức hội nghị kết nối nhà bán hàng và sàn thương mại điện tử. Hội nghị trao đổi xoay quanh cơ hội thách thức khi doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số, các giải pháp giúp doanh nghiệp có thể tự thao tác và giảm chi phí nhân sự, vận chuyển và gia tăng phương thức bán hàng. Đặc biệt, doanh nghiệp được trực tiếp gặp gỡ, đặt câu hỏi với đại diện các sàn thương mại điện tử đang được nhiều người tin dùng. Từ đó tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình tham gia kinh doanh hàng hóa sản phẩm trên sàn. Khi chúng ta chim để kết nối với Facebook, kết nối TikTok hoặc một số sàn thì thủ thuật toán của người ta thay đổi liên tục. Tôi không theo kịp. Nhưng đợt này trực tiếp tiếp xúc được những nhân viên của bên chỗ Shopee hoặc là Lazada là những nhân viên trực tiếp luôn, thì khi đó là chúng tôi có thể là trao đổi tình huống luôn để họ giải thích một cách chưa để. Hội nghị sàn thương mại điện tử để xúc tiến các kênh bán hàng cho các doanh nghiệp của chúng ta, thì với mong muốn là hỗ trợ cho các doanh nghiệp kết nối được các sàn thương mại điện tử để phát triển cái kinh tế số. Việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số đi kèm với phát triển xanh đang là xu thế mới, buộc các doanh nghiệp phải nắm bắt và thay đổi. Đây không chỉ là vấn đề của các tập đoàn doanh nghiệp lớn, mà còn là yêu cầu đặt ra đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sự thuận lợi khi mua sắm cũng như là tính an toàn, chất lượng của sản phẩm. Trong hành trình chuyển đổi số, nếu doanh nghiệp tận dụng được các sàn thương mại điện tử sẽ mở ra thêm cơ hội tiếp cận thị trường rộng lớn. Bởi sàn thương mại điện tử không chỉ là giải pháp tạo liên kết trực tiếp giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng, mà còn giảm bớt các khâu phân phối trung gian, giúp hạ giá thành sản phẩm. Việc ở WTC thì cũng có được sự hỗ trợ của Sở Công Thương và Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Bình Dương sẽ triển khai chương trình nâng cao năng lực thúc đẩy các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận với các công cụ trực tuyến cũng như là chuẩn bị các cái chiến lược ra thế giới. Do vậy cho nên chúng tôi cũng sẽ tuyển chọn 30 doanh nghiệp trong quý 4 2023 và chúng tôi cũng sẽ mong muốn là các doanh nghiệp này sẽ được đào tạo chuyên sâu cũng như là chuẩn bị sẵn sàng tất cả các nền tảng để có thể đăng được các sản phẩm của mình ở trên nền tảng B2B của sàn giao dịch quốc tế. Song song với tận dụng, phát huy tối đa những ưu điểm của nền tảng công nghệ số, doanh nghiệp vẫn phải xem uy tín, chất lượng sản phẩm là giá trị cốt lõi, bởi đây là yếu tố sống còn để doanh nghiệp phát triển lâu dài, bền vững theo thời gian.